chín tây tháng 10 năm 2020, nhãn thông đồng tiếp tục phát cơm cho bà con ở xung quanh khu vực. Cảm ơn tất cả các thiện hữu, các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng với nhãn thông đồng. Xin chúc cho cả nhà luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bữa đây chị đi, bữa giờ chị đi cũng tranh thủ đi về quê nè, nhà có đám. Thank you.